Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV Tiên. Thưa quý vị và các bạn, khối không khí lạnh tiếp tục quá trình suy yếu, vì thế thời tiết miền Bắc tiếp tục ấm lên, tình trạng khô hanh cũng giảm bớt. Trong sáng nay, do tác động của hội tụ gió nên khu vực Điện Biên và Lai Châu sẽ có mưa rào nhẹ và có nơi có dông. Các nơi khác của Bắc Bộ trời có mây nhiều, mưa xuất hiện ở nhiều nơi. Đến trưa chiều, do tác động của không khí lạnh mới từ phía Bắc di chuyển xuống thì mưa sẽ giảm và trời khô ráo. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở vùng núi phía Bắc duy trì trong ngưỡng từ 20 đến 22 độ. Tại các tỉnh vùng đồng bằng thì nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 22 đến 24 độ. Về đêm, hiện tượng sương mù xuất hiện nhiều trở lại. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay sang tới sáng mai dao động trong ngưỡng từ 19 đến 22 độ. Ở vùng núi có nơi dưới 15 độ. Sau đó đến khoảng ngày 21 tháng 11, một đợt không khí lạnh mới cực mạnh tràn về, khiến cho Bắc Bộ lúc này có mưa rào rải rác, có nơi có mưa vừa đến mưa to. Từ đêm ngày 21 tháng 11, toàn bộ Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng nước có nơi rất đậm. Nhìn xuống miền Trung, không khí lạnh tăng cường, trong khi đó đới gió đông trên cao vẫn còn duy trì. Vì thế mà diện mưa ở miền Trung có xu hướng gia tăng, dự báo đợt mưa lớn kéo dài trong vài ngày nữa. Còn trong ngày hôm nay, ở các tỉnh từ Nghệ An trở vào cho đến Bình Thuận vẫn có mưa vừa đến mưa to trên diện rộng. Mưa có thể kéo dài đến hết ngày mai. Cụ thể, từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 130 đến 280 mm, có nơi trên 350 mm. Còn các tỉnh từ Bình Định trở vào cho đến Khánh Hòa có mưa vừa đến mưa to từ 40 đến 70 mm, có nơi trên 100 mm. Trở ra khu vực các tỉnh từ Quảng Trị đến Nam Nghệ An thì lượng mưa từ 50 đến 120 mm, có nơi trên 150 mm. Do mưa lớn như vậy nên trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với đỉnh lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa lên mức báo động 1 và trên báo động 1. Các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định lên mức báo động 1, lên báo động 2, các sông trên báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa. Vì nền nhiệt ở miền Trung trong ngày hôm nay từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Nam với nhiệt độ từ 24 đến 27 độ. Phần từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận nhiệt độ cao hơn từ 28 đến 30 độ. Dự báo từ ngày 22 tháng 11 trở đi, Trung Bộ sẽ đón thêm một đợt mưa lớn nữa. Lưu xuống phía Nam là cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Những cơn mưa dông cũng tiếp tục xuất hiện nhiều nơi ở Nam Bộ về chiều và tối, đặc biệt là ở các tỉnh ven biển của miền Tây như Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau hay là Kiên Giang, sẽ là những tỉnh xuất hiện có mưa vừa đến mưa to và dông mạnh. Với nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 26 đến 29 độ, còn tại Nam Bộ nhiệt độ từ 30 đến 32 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh mới tăng cường, trong ngày hôm nay ở vịnh Bắc Bộ, khu vực phía Bắc của Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng huyện đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, khiến cho tầm nhìn giảm thấp. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời lạnh, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ. Sang đến thời tiết phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời lạnh,
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, có nơi dưới 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía đông bắc bộ, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Với nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ. Lưu xuống thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, mưa to. Có nơi mưa rất to và dông, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Phía bắc trời lạnh, phía nam sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Với nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ. Nhiệt độ cao nhất phía bắc từ 21 đến 24 độ, phía nam từ 23 đến 26 độ. Lưu xuống thời tiết các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác, có dông. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Với nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên, có mây, chiều và tối có mưa rào và rải rác, có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ, có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.